này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào tất cả các bạn nha. Thì Happy đố các bạn, Happy đang ở đâu đây? Happy chơi cái gì đây? Thì Happy nói với các bạn luôn, không để các bạn chờ lâu. Happy đang chơi server nè, các bạn thấy không? Thì ở đây có rất là nhiều server mà có rất là nhiều lựa chọn luôn. Thì bây giờ Happy sẽ giới thiệu cho các bạn xem từng map nha. Thì đây là bắt cua này, nhìn là biết bắt cua rồi. Còn ở đây á, là kiểu như là thi đấu với nhau á, ai thắng ai thua gì đó. Gồm có màu xanh và màu đỏ thôi. Còn cái này cũng chiến đấu với nhau, nhưng mà đó là đập Lucky Lock nó ra, nó có cái đồ ở trong đó đó, cái nó bung ra cho mình. Còn ở trong đây á, thì hình như đi xuống băng á, Happy nhìn cho nó có băng kìa, nhưng mà Happy không nghĩ là băng đâu, hình như đi chiến đấu hay gì đó. Còn cái này là chăn gia súc nè. Còn ở đây á, cái chỗ này để làm ruộng nè. Còn cái chỗ này à, để sinh tồn, nhìn là biết sinh tồn rồi. Và tiếp theo đó chính là cái trò chơi đánh nhau, thì ai thắng thì làm vua, còn ai thua thì làm giặc thôi. Rồi tiếp theo, cái này là bảy màu nè. Còn cái này ông đang cầm cũng y như hồi nãy á, hình như chạy đua hay gì. Đúng rồi, chạy đua. Còn cái chỗ này sinh tồn nhưng mà chiến đấu với nhau á. Thì Happy ghiền bắt cua lắm nên Happy đi bắt cua nè. Rồi bây giờ Happy sẽ qua map bắt cua nha. Hello bạn Gia Lan, đi qua map bắt cua thôi. Rồi Happy đã qua map bắt cua rồi nè. Rồi vừa vô đã thấy cái bạn gọi là ôm cái ngôi mộ. Thì ghê, có con chuột, Happy sợ chuột lắm á, như sợ con bộ xương này lắm á. Cái này thì tập bắt, còn cái này thì thi. Happy nghĩ là Happy không thích thi đâu nên Happy sẽ đi bắt thôi. Chỗ này một màu gì đó đi. Ui Happy qua rồi nè, để bây giờ Happy sẽ đi bắt nha. Ủa bắt nè, các bạn thấy Happy ghê không? Các bạn kia thì bắt trước Happy rồi, thì đi qua màn tiếp theo thôi. Tại vì mấy bạn đó vô trước Happy á nên là bắt trước luôn á. Không phải bắt trước mà gọi là đi trước á. Rồi qua luôn. Nét. Ui Happy đi nhất luôn nè, ghê chưa? Mấy bạn kia đi đằng sau Happy kìa. Happy phải gắng, cố gắng lên, đừng đi trước. Happy đứng hạng 1 mới được. Đứng hạng nhất. Đứng hạng nhất rồi, vừa qua nét. Tiếp, trời ơi, sao mà Happy tưởng Happy đi nhất không ai nhờ. Có hốt bạn ở đây luôn. Không sao, Happy giành top mấy bạn kia. Rồi sao bay nào. Thôi quá, không sao. Ơi, có hai đường lận. Happy cũng có thể bắt tới xa được. Rồi qua màn tiếp theo thì để cái gì nên bây giờ Happy sẽ bắt cho nhanh lên. Happy phải đứng hạng 1, giành hạng 1 thôi mới được. No, mấy bạn nó đã giành hạng của Happy rồi, buồn quá. Nhưng không sao, Happy sẽ cố gắng. Thôi quá, không sao. Bắt như vậy cho nó nhanh nè. Yeah, nét. Mấy bạn này đứng im chỗ không à. Đấy, mình bắt trước mấy cái bạn này luôn. Tại vì mấy bạn này cứ đứng im chỗ hoài luôn. Đứng kiểu như là cản đường á. Nhưng không sao, Happy đã qua đi trước luôn. Ôi trời ơi. Trời đất ơi, Happy qua rồi. Happy đi nhất luôn á các bạn. Happy gọi là Happy thắng luôn rồi. Thôi chơi bạn khác, các bạn ơi, mày này chán quá. Rồi cái màn này rất là chán luôn nên bây giờ Happy sẽ chơi màn khác. Đi vẫn là đi chỗ cũ nhưng mà màn khác thôi. Chọn lại màu xanh đi. Thì cái này, ui cái này nè, cái gì vậy? Để Happy ơi, vô lại. Màu xanh nè, rồi cái này, rồi vô luôn đi, vô luôn, lay, play, bắt cô. Đó, chưa vừa vô là Happy vậy đó. Tại vì Happy phải giành hạng nhất. Rồi các bạn có thấy Happy ghê không? Thấy không? Ơi, rồi xong luôn. Vừa mới nói hay luôn. Ôi, đi bắt đi đó hoài. Ê! Chưa kịp nói nữa là bay màu nãy giờ rồi đó. Happy cứ quay lại chỗ bắt đầu hoài luôn.
dù nó rất là dè, trời ơi nó tấp, Happy tấp cái chỗ mà gọi là nó dính là như thế này nè, một block á Happy bắt khó lắm, còn nhiều block á thì Happy ủa thì bạn nó cũng giống như mình cũng bị vậy đó. Cái gì mà bạn bay màu hoài vậy nè, đi qua chưa qua bên đây liền. Ủa Happy mới có đứng hàng, Happy mới có đồng mà. Không, Happy không có đồng, Happy hồi nãy Happy hình như đứng nhất hay đứng hai á, người ta để á. Nét ơi, cái gì vậy, mình nhớ xíu vậy. Ui trời, vậy cũng té nữa. Ơi đấy, qua tiếp. Happy bắt cua rất là giỏi luôn á. Đi qua hoa xong, đẹp xong, qua màn tiếp theo nè. Happy đang cố giành hạng nhất, nãy giờ là Happy không có được hạng nhất á. Happy đứng cố luôn rồi, trời ơi nó buồn ta đây. Ơi thật là nó tớp cay quá. Ơi rồi sao luôn, giành hạng của Happy luôn rồi, buồn quá cay quá, nên Happy phải cố gắng lên để vượt qua cái chỗ này. Rồi cuối cùng Happy cũng đã qua rồi, mừng quá đi. Ưu da, cái gì vậy, trời mới qua luôn. Nãy giờ Happy đi bắt cua chán rồi thì bây giờ Happy sẽ đi đập Lucky Block. Ok vào thôi. Ui vô rồi. Thì cái chỗ này là, cái này là ông cầm cái dù bằng lá nè, còn cái này là cầm cái cục Lucky Block, ông này thì cầm cục Lucky Block thôi. Happy vô rồi nè, thì cái chỗ này á gọi là mình bắt cua một người đó. Ủa không, nhầm, mình sinh tồn một người, nhưng mà cái này là đập Lucky Block. Ôi nó có cái cây TNT cho mình nè, bây giờ mình sẽ quýnh mẹ triệu hồi TNT ra. Bùm, tay mà hay chưa Happy hay chưa. Ủa mới quýnh phá bạn nó bay màu rồi, cung nữa nè mà đứng hả. Ủa không, bắn nó bị hộp luôn á. Mà tiếp, ui ở đây nhiều Lucky Block quá ơi. Hello con Yubi. Ê đau, lấy con bắn ra này. Rồi nó bị trúng độc rồi. Lấy thịt, ui có thịt nữa nè. Ở đây có gì, ui có thịt nữa hả. Thank you. Bạn này bay mà, bạn bên đó bay mà. Hello. Rồi nhé mẹ đi xe rùa. Oh no. Happy lấy block cái các bạn. Đập. Ui, có cục Lucky Block ở đây nữa. Tạ ơn. Ui, thank you. Cái gì đây? Cái gì vậy? Trời đất ơi, bay màu rồi. Buồn quá à. Chưa nhớ, đã bị bay màu rồi. Thôi qua màn khác. Ui, bạn này xui quá nè. Tỉ mấy cái cục rơm rớt xuống. Buồn quá, thôi qua màn khác. Let's go. Rồi tà gư, nguyên cái mặt Happy ẩn vô đây luôn. Và bây giờ Happy cũng sinh tồn, gọi là sinh tồn như thế này nữa. Trời ơi, sao lại lật con nhện nữa vậy trời. Hình như nó có một map mà. Không, tại vì chắc có người chơi ở map khác rồi á, nên bây giờ nó phải chiếu cái map. Là bên đây giờ nó sẽ cho mình cái map này. Ok, vô. Hết hồn tử nó qua nhà mình chứ. Ui, chưa gì hết mà có cái rìu sẵn nữa nè. Rồi xong. Ui không sao, còn gà ơi cho chị xin đi thật. Thanh kiều gà nha gà. Mình lấy gỗ đi, mình bào gỗ ra. Để mình làm gì biết không? Đừng mình làm giỡn thôi, mình không làm gì hết đó. Mình đi đặt qua nhà người ta vậy đó. Trời đất ơi. Trời ơi, gì mà xui dữ vậy. Mong là map đẹp. Map khác luôn, map cầu vòng. Ủa da, map
cầu vồng luôn, đẹp quá. Bánh donut nữa nè. Ui, có tất cả loại bánh luôn. Đẹp quá à. Thích quá. À, nhưng mà Happy là bánh trắng. Dễ thương á. Ok, vậy cũng tạm ổn. Ui, đồ xịn không ta. Đây cực có gì không? Hết hồn. Gì vậy? Ui, hết hồn. Happy đánh bắn con nhện. Cái gì đây? Không có gì hết hả? À, nó đục số. Happy đứng. Ui, hên. Happy mà đứng ở đó là Happy bay màu á. Cặp ở đây còn có gì? Ui, cái gì đây? À, mấy cái bộ đồ, mấy cái đồ dùng á hả? Ui, không có gì hết. Cũng như không. Cái này là gì? Cái cuối mong là cái gì? Ủa không? Cái này mong là cái gì xịn xịn đi. Xịn. Rồi xong bị đau bao tử. Các bạn thấy cái đồ bao bao tử không? Đau bao tử rồi, đau bao tử quá chóng mặt. Chóng mặt quá. Rồi ok, hết tác dụng rồi, hết tác dụng. Các bạn ơi, hết hồn cũng sắp đánh xuống bé. Ủa, đánh xuống này. Bạn đó được cái gì kìa. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây mình chôm đồ bạn đó. Không phải chôm. Ui, bạn nó xuống tới đó rồi. Bây giờ mình lấy lan. Lấy lan. Lấy lan. Cục sắt này lấy luôn đi làm cái kéo. Hay không? Làm cái kéo chứ. Mình phải biết sử dụng chiếc thông minh của mình. Đừng làm cây kéo. Các bạn nghe bị hay không? Có cục sắt ở đó nó sẽ đánh xuống hay có cục sắt cái hay bị có kỳ kiếp sắt luôn. Bạn, cái bạn gì mà gì đó điên gì đó trốn rồi. Yeah. Không lẽ bạn nó bay màu. Kệ bạn nó đi. Bạn nó đâu rồi? Mình phải tìm cho bạn nó. Ồ, mình phải tìm bạn nó. Ừ đúng rồi, bạn nó bay màu rồi, không sao hết. Không ở chỗ khác. À, bạn nó đứng từ đây bằng lúc té xuống bay màu hay gì. Mình cũng... Ôi, cái gì vậy? Có gì không? Không có gì hết, có bánh mì à. Ôi, chạy chạy. Rồi, sao không chưa kịp chạy luôn, tắt thiệt chứ. Tức quá, chơi màn khác. Mong là cái màn khác mà đẹp hơn như vậy đi. Nãy giờ là Happy bay màu hoài luôn á. Mắt này mắt mới mắt cũ. À trời mắt cổ buồn quá. À mình thấy nó giấu rồi. Giấu lúc vlog nhiều lắm á. À có gì. Ui ngồi trên chiếc xe không ta. Xịn ta. Mấy bạn này xịn. Ngồi trên chiếc xe đã quá. Đây đặt cục lúc vlog này. Có gì đây. Ôi chơi hả hết hồn. Hết hồn. Ơi ủa gì kỳ vậy. Da yeah, sao dơi nó quýnh mình. Dơi đâu có quýnh mình được đâu. Mình lấy đồ. Ủa cái gì vậy? Ủa, bà quỷ phải cưỡi mấy cái con dơi kìa, các bạn thấy không? Đó. Ủa gì kỳ vậy? Ui, thả thuốc rồi nữa hả? Ui, có kiếm này, lại đây, ngon rồi đây. Ôi, bà sợ rồi. Mình sợ chứ không phải bà sợ. Nên bây giờ Happy không có việc ơi. Ui, có lúc kia lóc này giấu. Mấy bạn, mấy cái lúc kia lóc này giấu. Trời. Ui, hello. Hello, what vô đàn em. Happy cũng biết Happy nói gì. Này lấy luôn, bà hù hỉ, bà đừng có hào mà. À, mà quýnh tôi. Nè, nè, lấy hết salam chất nhờn. Ma quái. Bây giờ mình sẽ đi qua chỗ của từng người. Tưởng đâu có bạn qua chứ. Ê, không xong ra. Có xác. Lụm xác. Ui, coi chừng coi chân. Ôi trời đất ơi. Hello con người tiếp. Ui con bóng tiếp nè. Ui có con cừu. Thả con cừu ra. Quay ra. À ra ra đâu 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 đâu. Để mình lấy đồ á. Ui nhiều đồ quá. Ơi. Ơi còn một máu à. Tha đi bạn ơi. Tha đi. Tha mình đi. Trời đất ơi. Còn gì nữa hả. Rồi xong luôn. Bây giờ Happy phải chơi cho hắn rồi mới được. Chứ nãy giờ Happy luôn rồi. Luôn chết chưa. Không được bờ. Ok không sao. Ôi da. Không sao cả. Không sao ơi. Zombie hả. Đúng rồi, em đánh chị đi, chị cho chị ra ngoài. Cho chị bay ra ngoài cái coi. Ui có cái nón này cũng xịn. Cái gì là a thật. Thánh kiều. No, thánh kiều cảm ơn nha. Cút dừa.
đúng lúc có con nhím bi luôn. Ủa, đúng là tốt quá đi. Ủa cái rương nè, ủa lộn, tưởng nó cái rương vũ, tưởng mới nói cái rương hả? Sao mà cái rương hả? Kệ bi đi. Thôi tiếp. Cứ chú ý vô cái gì mà bà không hỏi ba hoài á. Kệ bà đi. Giờ chú ý vô cái việc này nè. Happy phải ngồi xuống chứ không là nãy là bạn nó bắn mình á, bồ. Như này. Thầy quy ok. Mong là không về đi. Ôi là mong là mấy bạn ú, mong là mấy bạn nó không thay. Có sắc mà không có đào được mới tức. And happy ending of dream. And happy ending of trip. Ô, trời ơi, tội nghiệp bạn quá bạn ơi. Trời ơi, tội nghiệp bạn này quá. Trời ơi, bạn nó bị kẹt lên hồi bà. Rồi xong. Hồi là bạn nó té luôn. Chưa kịp nói nó té rồi. And the happy end of the world of the world. And be happy and the thanh. Yeah, we the girl. Happy cũng không biết ai. And trời ơi, tớ qua đây có nước không, có nước không? Trời ơi, mưa đặt ra. Cái đặt ra. Rồi. Trời đất ơi, buồn quá game âu. Ôi mình thắng rồi các bạn ơi, ghê hay chưa? Ôi mình thắng rồi, người ta thua vui không? Yeah, vui quá, mình thắng rồi. Thì hôm nay Happy chơi tới đây thôi nha. Chứ nãy giờ là Happy bị quánh hoài luôn á. Happy mới thắng có một lần à. Mà nếu như mà các bạn thích cái clip mà server này của Happy, đập lúc kia lắm này của Happy á, thì hãy nhớ like và share cho Happy có động lực đừng làm tiếp các bạn xem nha. Giờ thì bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.